Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhân cái dịp sinh nhật vợ của mình, mình có một vài món ăn gửi đến các bạn ha. Đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn là món heo quay nấu hon với cải chua và cà pháo. Đây là heo quay của mình mua phần đùi nha các bạn, da rất là giòn. Hon bây giờ là mình làm cái nước ướp heo trước nha các bạn. Ướp heo xong rồi mình sẽ dẫn các bạn đi chặt dừa và làm tiếp. Mình đi chặt dừa luôn. Nhà mình có dừa đầy đủ hết các bạn. Đầu tiên là cái bịch sạch xíu nè. Mình ướp sạch xíu. Mình ướp sạch xíu nè các bạn. Có cái làn xé này mình đi chắc. Đầu tiên là cho bịch ớt xa xíu. Thứ hai, tiếp theo đây là các bạn cho ớt sa tế nha. Ớt sa tế thơm ngon á, cho nó tạo cái vị cay cay tí xíu. Rồi cho vào đánh đều lên. Một chút xíu nước mắm. Và cuối cùng là tỏi xay nha các bạn. Cho một miếng tỏi xay nữa cho nó thơm. Rồi các bạn khuấy đều lên. Lật giùm con miếng nè. Nhiều thế hả? Đây là nước mắm sốt. Thử một chút. Tiếp theo là mình cho cái hỗn hợp này lên các bạn. Rồi tới phần da. Chắc đều rồi các bạn. Đây nữa. Rồi còn da nữa là xong ha. Rồi cái phần nước sốt ớp để chuẩn bị làm món hon heo quay hon á, xong rồi bây giờ các bạn với mình đi chặt dừa nha. Chào các bạn, mới đi làm về nên bận cái áo đi làm và cái quần bông ở nhà,
này các bạn, vừa nhà luôn, rất là ngon, nước rất là ngọt luôn các bạn, không cần mỗi đường không gì hết. Mỗi lần đi làm về á, buồn buồn ra hái một trái ăn, uống nước rất là ngọt luôn. Đi vô nấu nha các bạn. Rồi nãy giờ mình đi cắt ba trái dừa, mình lấy nước hết rồi. Bây giờ mình cho thịt vào và bắt đầu mình đổ nước dừa vào cho nó mềm ra nha các bạn. Cho thịt vào và giờ bây giờ tiếp theo mình cho nước dừa nha các bạn. Đây, ba trái dừa của mình đây. Rồi bây giờ thì mình bật lửa lên, mình chờ cho nó sôi, nó mềm, nó thấm vào thịt thôi các bạn ha. Rồi các bạn chờ trong giây lát nha. Chờ cho thịt nó thấm và nó mềm, nó mịu cái lớp da, cái này ăn đặc biệt ngon là lớp da nha. Lớp da nó sẽ rụt luôn, ngon lắm các bạn ơi. Đây, lát nữa cho nó mềm xong rồi mình trở lại nha các bạn. Nước rạc xuống, rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần cải chua và cà pháo. Cục này còn cứng các bạn, này đã già bề quỳnh ha, già nó mềm rồi đó, làm cho thịt nó mềm luôn các bạn, khẩu thịt này làm cho nó mềm luôn, thịt dừa lúc nữa còn nhiều đó, thịt dừa còn nhiều đó các bạn, tí xíu nữa là mình nêm nếm. Nếm nha các bạn, đặc biệt cái món ngon này mình nên nếm, hướng dẫn các bạn một cách nếm rất là ngon. Đó là mình sẽ sử dụng chai tương ớt xíu muội này. Ở trong đây nó có vị gừng, vị ớt và vị chua. Cho nên nếm vào đây và đặc biệt là nước dừa này, nước dừa nó ngọt rồi đúng không các bạn? Nước dừa thì ngọt, vị ớt, thịt quay rồi trong đó cũng có vị mặn rồi. Bây giờ mình cho thêm khoảng nửa chai xíu muội nước, nước xíu muội này vô cho nó rặt, nó rút lại vào thịt nha các bạn. Nếm lại một cái nha, nhìn nếm lại để được. Dạ. Ok. Đây là món ăn đã hoàn thành, thì chúng ta có thể ăn với cải chua và cà pháo. Cà pháo ngâm chua ngọt nha. Đây, rất là hấp dẫn.
đảm bảo các bạn là cải chua và cà pháo sẽ được ăn rất là nhiều. Đây mình cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra để ăn cho nó dễ, thịt nó rất là mềm rồi. Chúc các bạn ngon miệng nha.